trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn hồi ký chiến tranh với nhan đề Đắc Tô, lính dù Mỹ trên cao nguyên trung phần Việt Nam. Phần thứ 9, trận đánh căn cứ pháo binh 16. Những trận đánh ác liệt vẫn tiếp tục nổ ra trên toàn vùng Đắc Tô. Trong khi TF của Thomas đang phải chiến đấu để toàn mạng thì ba đại đội thuộc tiểu đoàn 3, trung đoàn 8, sư đoàn 4 bộ binh lại bị pháo kích nặng nề bằng súng cối vào nơi đóng quân trên sườn cao điểm 720 túng. Trận pháo kích này bắt đầu lúc 13 giờ 7 phút và kéo dài gần 30 phút. Đạn cuối quân địch rót như mưa xuống đầu những lính bộ binh kém may mắn. Rồi trong khi lính Mỹ còn rút đầu trong công sự thì quân Bắc Việt từ những cánh rừng xung quanh ùa ra tiến công. Đến 19 giờ 30 phút khi trận đánh kết thúc đã có 18 lính Mỹ tử trận, 118 bị thương. Sư đoàn 4 thông báo là phía Bắc Việt bị chết 92 người. Cũng trong ngày 11 tháng 11, ở Bắc Đắc Tô, một toán công binh được sự bảo vệ của đại đội C, Tiểu đoàn 2, sư đoàn một kỳ binh bay cũng bị bộ đội Bắc Việt tấn công. Tổn thất của lính công binh là chết 2, bị thương 8. Nhằm xác định vị trí quân Bắc Việt, các toán viễn thám của Lữ 173 đã thực hiện hàng chục nhiệm vụ xuất phát từ phi đạo của Đắc Tô. Ngày nào cũng có những toán viễn thám đi đi về về. Toán của Moran đến Đắc Tô ngày 7 tháng 11 ngay sau trận đánh trên cao điểm 823. Trong suốt 24 tiếng đồng hồ họ ém quân trong một tràng nhỏ đâu đó gần Đắc Tô chuyến thám sát diễn ra trong hai ngày mà không tìm thấy dấu vết gì của bộ đội Bắc Việt. Dù cho những toán viễn thám không tìm ra địch quân, các nguồn tin tình báo khác của tướng Pia vẫn tiếp tục báo cáo về việc điều binh của các đơn vị Bắc Việt trong khu vực. Trung đoàn 32 Bắc Việt tiến sang phía Tây đánh vận động chiến với sư đoàn 4 bộ binh Mỹ. Trung đoàn 24 Bắc Việt thì dường như đang đóng chốt ở Đông Bắc Đắc Tô và thường xuyên đụng độ với quân Việt Nam Cộng Hòa tại đó. Tuy thế, Điều mà tướng Pia lo ngại nhất là việc di chuyển của Trung đoàn 174 Bắc Việt từ vị trí của nó ở Tây Bắc Đắc Tô về khu vực phía Nam Bến Hét. Vì rõ ràng là Trung đoàn 66 Bắc Việt đã bị thiệt hại nặng sau chuỗi trận đánh với lữ 173 quanh cao điểm 823, nên Pia đoan chắc là Trung đoàn 174 chuyển xuống phía Nam là để bọc lót cho Trung đoàn 66 rút sang Campuchia và thay phiên cho Trung đoàn này trên chiến trường. Để ngăn chặn việc này và chặn đường rút của Trung đoàn 66, Tướng Pia đã chỉ đạo cho tướng Sweter cho quân nống sâu vào vùng đất của đối phương. Tướng Sweter cùng đại tá Powers bay khảo sát vùng hành quân trên trực thăng chỉ huy, nhằm tìm nơi thích hợp để đưa quân đến. Việc chọn tìm rất khó khăn vì khu này có rất nhiều núi non, rừng già rậm rạp bao phủ. Sau quá trình cân nhắc, họ chọn một trận địa pháo cũ từng được sử dụng trong chiến dịch Greeley, căn cứ pháo binh mới số 16 tọa lạc trên một cao điểm có hai mòn nằm cách phía tây nam điểm cao 823 5 km và nằm cách đông nam cao điểm 882, mục tiêu của tiểu đoàn 1 trên 503, chỉ 2 km. Căn cứ pháo binh 16 nằm trên rìa tây thung lũng sông Đắc Long và cách biên giới Campuchia về phía đông chỉ có 7 km. Việc chiếm được cao điểm này sẽ cho phép lữ đoàn 173 kiểm soát một vùng rộng lớn ở phía tây và phía nam. Máy bay F100, F4 và B-52 của không quân đã tiến hành oanh tạc khu vực xung quanh căn cứ pháo binh mới trong suốt ngày 10 và đầu buổi sáng ngày 11 tháng 11. Cuộc tiến công được lên kế hoạch vào lúc 9 giờ ngày 11 tháng 11, nhưng đã bị chậm trễ do những cao bồi của đại đội trực thăng xung kích 335 đang bận bịu lo hỗ trợ TF Black. Đến 11 giờ 30 phút, các đơn vị của thiếu tá James Stevenson thuộc tiểu đoàn 2 trên 503 bắt đầu đáp xuống. Các đại đội Bravo và Doc, ban chỉ huy chung, một khẩu đội cối 81 ly cùng một trung đội thuộc Đại đội Công binh Lữ 173 đã được đổ xuống trong vòng 30 phút. Tất cả đều hài lòng vì bãi đáp bình yên không thấy có địch phòng thủ. Lính công binh bắt đầu mở rộng bãi đáp để đón phần còn lại của tiểu đoàn sẽ đến vào ngày hôm sau. Họ vừa làm xong thì bộ đội Bắc Việt đang nấp trên các cao điểm cạnh đó bắt đầu bắn góc két và súng cối xuống bãi đáp. Thiên binh phải rút xuống đất suốt đêm. Sáng hôm sau lúc 8 giờ 50 phút, Đại đội Alpha bắt đầu đổ xuống căn cứ pháo binh. Đến 9 giờ 20 phút thì toàn bộ đại đội đều đã ở trên mặt đất. Trong khi trực thăng bay đi để chở các đại đội Bravo và Charlie đến thì công binh bắt đầu kiến tạo trận địa pháo để đón pháo đội A, tiểu đoàn 3 trên 319. Trong khi công binh làm việc thì đại đội Alpha sẽ bung ra ngoài căn cứ pháo binh tiến hành càn lên khu đất cao phía tây nhằm quét sạch quân đối phương. Chỉ huy đại đội Alpha là đại úy Michael Kiley tốt nghiệp West Point năm 1964, một cựu binh đã phục vụ kỳ hạn trước trong sư đoàn một kỵ binh bay. Kylie mới về chỉ huy đại đội Alpha chưa đầy hai tuần nhưng đã tạo được ấn tượng tốt trước các trung đội trưởng và binh sĩ về khả năng lãnh đạo. Kylie là một sĩ quan sông sáo nhưng không hề liều lĩnh, có thể ứng phó với mọi tình huống. Anh cũng là một chỉ huy có nhiều uy tín. Trung úy Matt Harrison đã mến Kylie ngay từ lần đầu gặp gỡ. Khi Kylie đến thì Harrison cũng từ trung đội trưởng lên làm đại đội phó. Tuy thế Kylie vẫn hỏi, cậu có phiền nếu ở lại với lính trong chiến dịch tiếp theo không? Họ biết cậu và điều này sẽ giúp họ làm quen với tôi. Harrison vừa cảm thấy thất vọng vừa thấy hãnh diện. Trong cương vị đại đội phó, hầu hết thời gian anh sẽ ở tuyến sau lo xử lý chu toàn thường vụ đại đội. Nhưng Kylie lại yêu cầu anh giúp đỡ rồi lại có tin đồn rằng họ sắp đụng trận lớn, nên kinh nghiệm thực tế của Harrison sẽ rất có giá trị tất nhiên là tôi sẽ ở lại, thưa đại úy Harrison đáp. Harrison sẽ tiếp tục chỉ huy trung đội vừa làm một số công việc của đại đội phó cho tới khi chiến dịch đang diễn ra kết thúc. Đại đội Alpha rời căn cứ pháo binh 16 lúc 9 giờ 30 phút ngày 12 tháng 11. Tiểu đội chuyên đi xích hầu của đại đội đi trước, sau đó là trung đội 1 của trung úy Harrison. Rồi tiếp đến là trung đội 2 dưới quyền trung úy Thomas Remington, ban chỉ huy của Kylie trung đội hỏa lực và trung đội 3 của trung úy Joreb Ziridan. Một lính dắt chó trinh sát đi cùng tiểu đội xích hầu. Harrison không khoái mấy con chó này lắm. Cũng như đại úy Jesme, bên tiểu đoàn 1 trên 503, anh cảm thấy chúng quá bồn chồn và rất hay cảnh báo sai. Đến 10 giờ kém, ở phía tây căn cứ pháo binh 16 chừng 400 mét, trong khi leo dần lên một sống núi hẹp cây cối phủ kín, thì con chó trinh sát sùa. Trung sĩ Lance Pipples, tiểu đội trưởng tiểu đội xích hầu, lệnh thả con chó ra. Khi người lính dắt chó cúi xuống tháo khóa xích thì bất ngờ quân Bắc Việt khai hỏa. Từ cự ly 20 mét bên trái, hỏa lực súng cá nhân, súng máy ná tới tấp về phía tiểu đội xích hầu. Tiểu đội này vội lao đi tìm chỗ nấp vào bắn trả lại quân Bắc Việt. Nghe People's kêu cứu, Harrison cho trung đội xuống sườn dốc phía nam sống núi, cứ đi cho đến khi gặp tiểu đội của People's. Harrison ra hiệu cho People's vận động tới một chỗ đất cao hơn tiểu đội xích hầu mới vận động trong rừng rậm được chưa đầy 5 mét thì từ phía tay phải, tiếng súng AK-47 rộ lên bắn tới. Peoples bị thương nặng ngã xuống. Trung úy Harrison cố tiến lên sang phải để bắt tay với tiểu đội xích hầu. Nhưng hàng tràng đạn súng cá nhân từ rừng cây bên tay trái cũng đã tới. Bốn lính của Harrison gục xuống bị thương. Số còn lại phải ẩn nấp trong khi thương binh được cứu chữa. Trước tình cảnh của Harrison, đại úy Kylie lệnh cho trung úy Remington tiến lên về phía bên phải. Remington là dân vùng trung tâm Florida, 24 tuổi. Anh nhập ngũ tháng 6 năm 1966 từ khóa đào tạo sĩ quan dự bị của Đại học Nam Florida. Anh đến bổ sung cho đại đội Alpha, tiểu đoàn 2 ngay sau trận đánh trên sườn dốc. Anh đã từng chạm súng ngắn ngủi vài lần khi đi tuần tiễu ở Tuy Hòa, nhưng những thứ đó chả là gì nếu so với lần này khi Kylie lệnh cho Remington từng tiến ra tổ chức hỏa lực chi viện tại chỗ, anh lập tức thi hành. Trung đội có 30 quân của anh xông lên, từ cây này tiến sang cây khác. Remington càng tiến xa bao nhiêu thì đạn địch bắn càng dữ dội bấy nhiêu. Một số lính của anh thét lên khi bị trúng đạn của quân Bắc Việt. Remington chẳng có thì giờ để nghĩ đến bọn họ vì đó là việc của lính cứu thương. Anh chỉ mong tới chiếm lĩnh vị trí có thể chi viện cho Harrison và Peoples. Trong khi Remington tiến lên, Kylie gọi trung đội 3 của Trung úy Siridan lên bố trí phía sau chu vi phòng thủ của mình. Trung đội hỏa lực thì tới chiếm lĩnh vị trí quanh ban chỉ huy của Kylie. Khi hai trung đội phía trước đã ổn định vị trí, họ liền tổ chức chi viện mạnh mẽ bằng hỏa lực tại chỗ tạo điều kiện cho tiểu đội xích hầu lùi lại được chừng chục mét. Khi thấy họ đã an toàn, Harrison ra dấu cho ngừng bắn, rừng rậm yên ắng trở lại. Kylie lúc này vẫn muốn tiến tới mục tiêu, bảo trung úy Sheridan cho trung đội 3 tiếp tục tiến lên trong khi hai trung đội kia lo yểm trợ. Sheridan, 24 tuổi, quê ở Orlando, Florida, mới làm trung đội trưởng được mấy tuần, bắt đầu cho quân rời chu vi phòng thủ. Họ đi chưa được 10 mét thì rừng rậm lại ầm ầm tiếng súng. Lúc này, bên cạnh súng cá nhân còn có cả hỏa lực của súng máy, lựu đạn, súng chống tăng ngờ PG và súng không giật khiến cho cả bầu trời như muốn nổ tung. Hai lính của Siridan chết ngay tức khắc khi một quả đạn súng không giật nổ tung chỗ cái cây đằng sau họ. Thêm sáu người nữa cũng đã bị trúng đạn nhọn vào mảnh lựu đạn. Hỏa lực của đối phương cũng đang áp đảo hai trung đội kia. Lựu đạn và đạn RPG nổ ủng hoảng in tai tại trung đội của Trung úy Harrison và đã làm cho một số lính thương vong. Đạn súng cá nhân cũng khiến trung đội của Reming từng bị thương thêm một số nữa. Binh nhất M-A-N-U-L-O-R-O-N-A lính súng trường của Remington, xả đạn nhanh cũng như khi nạp chúng vào khẩu M-16. Có vẻ như đạn của bộ đội Bắc Việt bay đến từ khắp nơi. Orona, 21 tuổi. Người Túc Sơn, Arizona đã tới Nam Việt Nam hồi tháng 8. Khi biết anh tới đại đội Alpha, những lính dù khác đã trêu chọc, họ cứ nói Alpha không quay về. Anh đã có hiểu rõ câu nói trên có ý gì cho đến khi biết lịch sử gần đây của đại đội. Tới khi đó anh mới biết những người tới gia nhập đại đội Alpha đều chẳng mong gì tới ngày về. Ám chỉ trận đánh trên sườn dốc cao điểm 1338, ngày 22 tháng 6 năm 1967, nơi đại đội Alpha bị tiêu diệt. Nằm nấp sau một cái cây, vừa bắn vừa nghe tiếng đạn địch rít veo véo liên hồi trên đầu, Orona bắt đầu cảm thấy dao động. Khi trận đánh gia tăng cường độ thì anh bắt đầu thấy bấn loạn. Orona tự nhủ mình phải bình tĩnh, không thể bỏ rơi bạn bè được và thế là anh trở lại chiến tiếp. Trong lúc Trung úy Harrison chỉ huy trung đội chống lại những bộ đội Bắc Việt vô hình vô ảnh, thì đại úy Kylie bỏ lên chỗ của anh. Harrison cũng có bất ngờ gì khi thấy đại đội trưởng. Kylie là như thế, anh muốn lên tận nơi giao tranh chứ có muốn ngồi ở sở chỉ huy để chỉ đạo. Kylie hỏi, chuyện gì vậy? Sau khi nghe Harrison báo cáo tình hình, Kylie bảo lui về. Harrison bắt đầu ra lệnh cho trung đội lùi lại trong khi Kylie bỏ tiếp đi truyền lệnh tương tự cho Sheridan và Remington. Sheridan cho lính rút trước còn mình thì ở lại lo việc lấy hai thương binh về. Sau khi chắc chắn thương binh đã được đưa về hết thì lúc ấy Sheridan mới rút. Remington cũng ở lại trận hậu cho trung đội thoái lui. Trong lúc đó, những lính lành lặn của trung đội lo việc cứu thương binh. Binh nhất Orona đỡ lấy một thương binh và mang anh này xuống sườn núi. Đến 10 giờ 30 phút, trong khi đại đội Alpha đang chiến đấu tìm cách thoát khỏi cuộc phục kích. Thiếu tá Stevenson lệnh cho đại đội Bravo lấy ra một trung đội điều đi cứu đại đội Alpha. Đại đội trưởng đại đội Bravo, đại úy James Rogan đã chọn trung đội 2 của trung úy Bodin. Bodin cùng với trung sĩ trung đội phó của mình là Edward Kitchen khẩn trương cho quân di chuyển. Đến 11 giờ thì họ đã thu ngắn được 200 mét khoảng cách giữa hai đơn vị. Lúc này thì đại úy Kylie đã lập lại chu vi phòng thủ ở đúng chỗ ban đầu khi trung đội Bodin tới nơi Kylie cho họ chám vào phía sau chu vi phòng thủ. Trung úy Bodin vừa cho lính vào vị trí xong thì các chốt cảnh giới của đại đội Alpha báo về là bộ đội Bắc Việt đang vận động hai bên sườn sống núi. Để tránh việc bị bao vây, chia cắt, Kylie lập tức lệnh cho mọi người lui lại khoảng 150 mét nữa. Họ đã an toàn lùi về quanh một cái hố bom lớn. Khi Kylie lo bố trí các trung đội thì trung đội hỏa lực tiến hành phát quang một bãi đáp để trực thăng đến tải thương khi đại đội Kali đã ổn định xong vị trí thì lính cảnh giới ở khu vực của đại đội Bravo, cách đó chừng 100 mét đã nổ súng vì thấy có những chuyển động trong khoảng 20 mét phía trước. Nghe tiếng súng bắn, Rogan vội lao tới chỗ đó. Anh la lớn, bắn nhầm rồi, ngừng bắn ngay. Rogan nghĩ rằng có lẽ quân mình đang bắn lính của đại đội Alpha, những người đang tìm cách giúp sang vị trí của anh. Tất cả im lặng được mấy phút rồi bỗng từ một bụi tre cách đó chỉ 15 mét một loạt đạn SKS, súng cặp pin của LX ta gọi là CKC, bắn tới. Rogan chưa kịp ra lệnh thì lính xung quanh đã nổ súng. Địch cũng phát dương hòa lực. Rogan không thể tin nổi bộ đội Bắc Việt lại lọt được vào giữa anh với đại đội Alpha. Chỉ có hai trung đội, với quân số chưa tới 60 người, lại không thể gọi pháo kích hay không kích vì không biết chính xác vị trí của đại đội Alpha. Rogan rơi vào thế bất lợi anh vừa mới nghĩ tới khả năng bị tràn ngập thì những thành phần đi đầu của đại đội Charlie đã tới được phía sau. Thiếu tá Stevenson đã rất sáng suốt khi lệnh cho đại đội Charlie của đại úy Harold Kaufman tới tăng cường cho hai đại đội kia. Đại đội Charlie và đại đội Bravo đã hội quân với nhau lúc 11 giờ 38 phút. Hai đại đội này cùng nhau tạo ra một thứ hỏa lực dữ dội. Đáp trả, quân Bóc Việt dùng RGP chống lại những thiên binh những trái đạn B-40 bay vù vù ra khỏi các bụi tre và nổ tung trong vị trí quân Mỹ. Một quả đạn B-40 đã làm Enrique Salas, thượng sĩ nhất của đại đội Bravo bị thương, là một hạ sĩ quan sắt đá, đang phục vụ kỳ hạn thứ hai trong lữ đoàn 173. Salas mới tới đại đội Bravo mấy tuần nay. Còn trước đó, ông là trung sĩ trung đội phó của trung úy Remington, đại đội Alpha. Dù có khổ người thấp bé, Salas điều hành trung đội với bàn tay sắt đến cả Remington cũng phải kính nhi viễn chi. Nhiều lính dù trẻ thấy việc phải đối mặt với một trung đội Bắc Việt một mình còn hơn là nằm trong bản phong thần của Salas. Ông này là một lính dù cực kỳ cứng rắn. Khi súng bắt đầu nổ ở phía trước đại đội Bravo, Salas mới bắt đầu lấy khẩu phần xê ra ăn sáng. Ông ném đồ ăn qua một bên rồi chạy theo đại úy Rogan. Quả B-40 đầu tiên nổ ngay bên cạnh. Mảnh đã găm chúng tay trái, đầu gối trái và cầm ông dù bị mất rất nhiều máu, Salas vẫn ở lại, từ chối đi sơ tán cho đến hết ngày. Đại đội Alpha đã có gần 30 phút nghỉ ngơi, rồi thì quân Bắc Việt lại khai hỏa. Lần này chỉ có đạn súng cá nhân bắn sang các vị trí của đại đội, tuy không có gì nghiêm trọng với lính dù nhưng cũng khiến cho trực thăng tải thương phải tránh xa. Quá chưa thì có hai chiếc F-100 đến. Kylie hướng dẫn chúng thả bom 500 cân anh và Napan lên trên cao điểm. Sau khi máy bay hoàn thành công việc thì Kylie gọi pháo dập xuống rừng cây xung quanh. Địch chỉ còn bắn lẻ tẻ cho đến sau 14 giờ. Đến 14 giờ 10 phút thì thiếu tá Stevenson lệnh cho đại đội Bravo tiến đến vị trí của đại đội Alpha trong khi đại đội Charlie của đại úy Kaufman rút về căn cứ pháo binh. Khi Rogan hội quân với Kylie lúc 15 giờ 30 phút, vấn đề ưu tiên hàng đầu của họ là thương binh. Những lính dù chưa bị thương cật lực dọn dẹp, phát quang cây cối để trực thăng cứu hộ có thể đáp xuống. Đến 15 giờ 50 phút thì chiếc trực thăng tải thương đầu tiên đã đến nơi. Sau đó suốt gần 90 phút tới tận khi trời tối là các chuyến tiếp theo. Tổn thất của đại đội Alpha là 3 tử trận, 24 bị thương, trong số bị thương có cả Kylie và trung úy Harrison. Hai người đều không chịu đi sơ tán. Đại đội Bravo có một lính chết, 7 bị thương. Còn đại đội Charlie của đại úy Kaufman thì có 8 thương binh. Đến 16 giờ Kaufman cho một trung đội ra tảo thanh khu vực họ đã chiến đấu cùng với đại đội Bravo. Họ phát hiện ra năm sắc lính Bắc Việt cùng năm khẩu súng bị bỏ lại. Vì thế tiếng súng đã im hết. Lúc 16 giờ hơn, Trung úy Harrison điều một tiểu đội làm nhiệm vụ xuống lấy nước ở con suối gần đó. Chỉ khoảng 10 phút sau họ đã chạy về lại trận địa phòng thủ qua đêm của đại đội Alpha. Họ hét đầy phấn khích, xem bọn tôi có gì này. Xem bọn tôi có gì này. Hai lính trong tiểu đội đang lôi theo một bộ đội Bắc Việt. Harrison báo tin này ngay cho đại úy Kylie rồi cũng len vào đám đông vây quanh người tù binh. Với Harrison thì người lính địch trông còn trẻ hơn cả mấy cậu lính tuổi tin của anh. Anh ta có vẻ rất khiếp hãi, có lẽ vì sợ bị quân Mỹ hành quyết. Ấn tượng nhất với Harrison là bộ quân phục cùng súng ống của tù binh còn rất mới, trên súng vẫn còn chưa sạch hết vết dầu niêm cất cốt mổ lại. Harrison nhận thấy bộ đội Bắc Việt có một hệ thống tiếp vận mạnh hơn nhiều so với những gì từng nghĩ. Anh tự nhủ vậy thì nguy rồi trung đội của Trung úy Bodin được chỉ định áp giải tù binh về căn cứ pháo binh để trực thăng trở đi. Khi tới căn cứ pháo binh 16, Bodin đã bàn giao tù binh cho đại úy Kaufman. Kaufman có biết một chút tiếng Việt nên đã nói chuyện với người tù binh. Trong chốc lát, Kaufman biết người lính kia 20 tuổi, đã nhập ngũ được 2 năm, đang thuộc một đại đội của tiểu đoàn 4, trung đoàn 174 Bắc Việt. Đại đội của anh ta cùng một đại đội nữa đã tham chiến ngày hôm ấy man chưa kịp hỏi thêm thì người của ban quân lực S-1 đã tới đem tù binh về Đắc Tô. Đối với các đại đội súng trường của tiểu đoàn 2 trên 503, thì suốt đêm hôm đó mọi thứ đều yên tĩnh. Cho đến 4 giờ 30 phút thì có khoảng một chục quả đạn cối được bắn xuống gần hai chu vi phòng thủ. Vì không dắt chúng chu vi phòng thủ nên chúng chẳng gây ra thiệt hại gì ngoại trừ việc quấy dày giấc ngủ của các thiên binh. Sau khi cho quân đi thám sát vào buổi sáng, hai đại đội Alpha và Bravo trở về căn cứ pháo binh 16 và về đến nơi lúc 8 giờ 45 phút. Trong khi các binh sĩ lo bổ sung đạn dược, đồ ăn, nước uống thì đại úy Kaufman và đại úy Rogan hội đàm cùng thiếu tá Stevenson và sĩ quan hành quân tiểu đoàn. Stevenson lệnh cho hai đại đội rời căn cứ pháo binh tiến lên phía bắc, vượt một thung lũng nhỏ, rồi chiếm mỏm núi cách đó chừng 300 mét. Sau đó các đại đội sẽ rẽ trái rồi tiến sang phía tây vận động như thế sẽ cho phép họ tiến đến mục tiêu của mình là một ngọn đồi không đánh số cách đó hơn một km. Ý định của Stevenson là né tránh các vị trí của bộ đội Bắc Việt nằm ở phía tây căn cứ pháo binh nếu có. Khi đã tới nơi thì hai đại đội sẽ đóng vai trò chốt chặn để tiểu đoàn 1 trên 503 từ khu vực lân cận điểm cao 823 tiến xuống phía nam. Stevenson bảo hai đại đội trưởng sẽ phải tiến ra ngay sau khi phi pháo từ căn cứ pháo binh 15. Do căn cứ 16 quá gần với mục tiêu, hoàn tất việc oanh kích chuẩn bị trên khu vực. Các trung đội hỏa lực của các đại đội này sẽ ở lại căn cứ pháo binh thay vì súng cối. Các đại đội sẽ đem theo một súng không giật 90 ly, vì hỏa lực bắn thẳng của chúng chống lại các vị trí của quân Bắc Việt có hiệu quả hơn là súng cối. Ngoài những hỏa lực có sẵn, họ còn được kiểm trợ bằng hai đại liên 50K, năm cối 81 ly và bốn cối 106,7 ly đặt tại căn cứ pháo binh 16. Trong khi Alpha và Bravo ra đi, Đại đội Chakli sẽ lo bảo vệ căn cứ pháo binh, còn đại đội Doc sẽ tiến hành tuần tiễu quanh khu vực lân cận căn cứ. Hai đại đội rời căn cứ pháo binh lúc 13 giờ 30 phút. Đại đội của Rogan đi trước với trung đội 3 của Trung úy Thomas dẫn đầu. Phía sau Thomas là ban chỉ huy của Rogan rồi đến hai trung đội súng trường. Đại đội Alpha theo sau đại đội Bravo, lo việc đoạn hậu. Đến 14 giờ 50 phút sau khi rẽ qua hướng Tây thì Thomas đã trèo lên sống núi được gần 300 mét cho đến lúc này thì anh cũng như lính dưới quyền vẫn chưa thấy bất kỳ một dấu hiệu nào của quân bắc việt rồi người lính xích hầu báo về là anh ta vấp phải một cái gì đó thô mát bèn đi lên trước ngay sau đó anh dùng điện đài báo cho rogan là trung đội mình đã thấy 5 cái thùng loại một ga lông do mỹ sản xuất chứa khí độc cs cùng một số tương đương quả bom chùm chưa nổ mấy quả này được chứa trong quả bom mẹ là bom khai quang cbu Ít phút sau, Rogan gọi lại truyền lệnh của Stevenson cho Thomas đeo mặt nạ phòng độc vào và hủy mấy thùng CSD. Trong lúc tiến hành công việc, một số quân của Thomas đã bị trúng độc do mặt nạ bị lỗi. Rogan lệnh cho trung đội của trung úy Bodin lên đi đầu. Khi Bodin tiếp tục trèo lên đỉnh núi, thì giác quan thứ sáu mách bảo anh rằng quân Bắc Việt đang ở rất gần. Đôi mắt lọc lõi của anh giả soát khắp rừng để tìm dấu vết đối phương, nhưng anh có tìm thấy gì hết. Trên đầu hàng quân anh lính Brutus cùng con chó Bách Dê Đức tiến bước một cách tự tin. Suốt một dặm không hề có dấu hiệu gì của bộ đội Bắc Việt. Đi giữa Bodin và tay lính Xích Hầu là binh nhất nêu. Anh dường như có thể tập trung vào việc tìm kiếm lính Bắc Việt. Sáng hôm đó ở căn cứ 16, anh vừa ký tên vào tờ giấy phép cho chuyến nghỉ xả hơi tại Úc. Chỉ mấy hôm nữa thôi là anh đã tách xa khỏi cái trốn khổ ải này những một tuần. Hai người bạn thân của Nêu là Steve Vazoli và binh nhất Dozot cũng đang đi cạnh đó mắt họ cũng đang giả soát địa hình địa vật để cao cảnh giác trước mọi dấu vết của quân Bắc Việt. Đến 15 giờ 45 phút thì Rogan bảo Bodin dừng lại. Anh muốn tìm chỗ đóng quân nghỉ đêm. Sau khi tìm kiếm trong khu vực, Rogan nhận thấy có thể có một chỗ đủ rộng cho cả hai đại đội nên nói Bodin tiếp tục đi rồi gọi Kaufman kéo đại đội Bravo lên gần. Bodin tiến thêm lên 200 mét nữa thì mới tìm được chỗ đóng quân thích hợp. Anh cho trung đội tản ra tổ chức thám thính khu vực đang tiến hành thì người lính xích hầu báo anh ta nhìn thấy hai căn hầm trên sườn bắp mỏm núi. Bò đìn tiến đến chỗ đó. Trước khi đến được chỗ người lính xích hầu thì hai tiếng súng AK-47 đã phá tan sự yên tĩnh của khu rừng. Trung đội hai vội vàng ẩn nấp. Coi chừng lính bắn tỉa trong đám cây. Bò Đìn hồ. Trong khi lính dù đang giả soát đám cây cối, Bò đìn gọi điện cho Rogan. Anh xin đại đội trưởng cho bắn súng không giật 90 ly vào chỗ mấy cái hầm. Rogan chấp thuận đồng thời bảo Bodin lo rìa bắc khu vực. Anh sẽ cho trung đội 3 của Trung úy Thomas tiến lên bao rìa nam. Trung đội 1, dưới quyền Trung úy Paul Gillen Water sẽ bảo vệ phía sau và liên kết với đại đội Alpha. Cả đại úy Rogan cũng như đại úy Kaufman đều không muốn cho bộ đội Bắc Việt cơ hội len vào giữa và chia cắt bọn họ. Trở lại trung đội Bodin, binh nhất sắc Marshall, xạ thủ khẩu 90 ly đã bắn một phát vào căn hầm nghi có quân Bắc Việt. Ngay khi trái đạn phát nổ, địch quân đã khai hỏa. Đạn súng cá nhân và súng máy từ hàng chục vị trí không phát hiện được lao vun vút vào trung đội. Trong lúc Marshall ngắm bắn cái hầm thứ nhì, Jimmy Tice nhét viên đạn khác vào khóa nòng khẩu súng. Trước khi báo hiệu cho Marshall biết mình đã xong việc, Tice thét lên mắng Robert Ross do anh này đang chắn ngay luồng phụt của khẩu súng. Buck Bless, khi súng bắn sẽ tạo ra luồng lửa phản lực phụt về phía sau rất nguy hiểm. Ross nhìn tay rồi bỗng bật ngửa ra sau vì bị một lính bắn tỉa địch bắn trúng đầu. Ma chưa kịp hoàn hồn sau khi chứng kiến cái chết của người bạn, thì một loạt lựu đạn địch đã nổ tung xung quanh khẩu súng. Ma sổ quay mũi súng về phía mà anh nghĩ lựu đạn được ném ra và bóp cò. Sau đó anh bỏ tới chỗ Ross. Chưa tới được chỗ anh bạn thì đạn súng cá nhân đã cày khắp xung quanh. Lần này thì là đạn AK-47 bắn ra từ phía sau. Ma sổ lăn đến phái sau sắc Ross dùng súng M-16 ná vào những ngọn tre ở phía đông nam. Anh nghĩ hình như khắp nơi đều có bọn khốn chết tiệt ấy. Trong lúc bắn nhau, Trung úy Bodin cùng điện đài viên của mình bỏ dích rắc đến chỗ ban đầu, nơi người lính xích hầu phát hiện ra mấy cái hầm. Sau khi hai phát súng đầu tiên nổ thì không ai còn thấy anh lính dù kia đâu nữa. Nếu anh ta bị thương nằm đó thì Bodin sẽ tới đưa về. Hai người bỏ về phía đó được chừng chục mét thì mấy loạt RPD dữ dội đã khiến cho họ phải lùi lại tìm chỗ nấp. Bodin cảm thấy có một chất lỏng nóng chảy xuống mặt. Anh sờ tay lên chán và thấy nó dính đầy máu. Anh không biết lúc nào hay vì sao mình lại bị thương. Một lính cứu thương băng bó vết thương cho anh. Sau đó Bodin hô lệnh ngừng bắn. Anh không thể biết được có bao nhiêu đạn bắn đến cũng như số đã bắn đi. Phải mất mấy phút thì lệnh trên mới đến được tất cả các thành viên của trung đội. Nhưng tất cả nhanh chóng ngừng bắn ngay. Trong lúc tạm lắng, Bodin quyết định tới xem người lính xích hầu thế nào vừa đến chỗ ban nãy thì súng lại nổ, nhưng có vẻ còn dữ dội hơn trước. Bò đìn tới nấp sau một cây. Anh tóm lấy ống nói từ điện đài viên. Khi vừa mới gọi cho Rogan thì bỗng thấy dây nối ống nói với điện đài căng ra. Thôi nào, trùng dây lại coi anh quát người lính điện đài. Khi không nghe tiếng đáp anh mới nhìn sang. Người lính điện đài đang nằm ngửa, máu đang phun có vòi từ một lỗ đạn ngay trên cổ. Không chấp nhận sự thật rằng anh này đã chết Bodin bắt đầu lôi anh ta vào chỗ nấp, miệng thì thét gọi cứu thương. Có vật gì khiến anh phải ngước lên nhìn? Trong cái cảnh sẽ ám ảnh anh suốt nhiều năm này, Bodin nhìn thấy ba quả lựu đạn Trung Quốc sản xuất từ trên bầu trời xanh ngắt rơi thẳng tới chỗ mình. Chúng như một đoạn phim quay chậm, gió nét rồi ba trái nổ chết chóc cứ tuần tự rơi xuống đất. Bodin ôm chặt cái mũ sắt trên đầu và dùng hết khả năng cố co mình lại. Tiếng lựu đạn nổ lộng óc. Bodin thấy chân trái đau kinh khủng chẳng có thời gian để xem xét thương tích. Anh bò về giữa trung đội, hét lên lệnh mọi người siết chặt hàng ngũ. Bộ đội Bắc Việt bám sát gót Bodin. Anh bắn cam 15 vào địch. Mới được bốn phát thì súng bị hóc. Bodin có thể nhìn thấy lính Bắc Việt chạy thoan thoát từ cây này sang cây khác cách đó chỉ 20 mét. Chẳng biết nhặt đâu được một khẩu M16 và anh xả ngay một băng về phía kẻ thù. Chàng đạn đã làm đối phương chậm lại đủ để Bodin nhoài đến chỗ nấp cùng với Marshall và nhiều lính khác sau một đống cây. Một người lính là Way Murray đã đặt khẩu M60 lên trên đống cây. Nó nổ hàng tràng đạn giận dữ lên đỉnh núi. Binh nhất Willie G. Simons ở bên cạnh thì đang ném lựu đạn. Sau một tiếng nổ, bất ngờ Simons nhô lên, khẩu M16 sẵn sàng nhả đạn. Anh này chưa kịp bóp cỏ thì đã bị trúng một viên đạn vào giữa hai mắt. Murray với qua anh thì bị một viên đạn bắc Việt bắn trúng ngay ngực. Marshall định băng bó cho bạn, nhưng Murray đã chết trước khi anh kịp mở túi cứu thương ra. Bình nhất nêu đã tìm thấy chỗ nấp ở phía trước, bên trái Bordin, sau một đống gỗ tách. Chỉ có một mình, trong khi phần còn lại của đại đội ở phía sau, nêu gác khẩu M16 lên trên đống gỗ và xả đạn ào ào vào rừng cây trước mặt. Anh bắt hết mấy băng đạn thì nghe tiếng người gọi cứu thương. Khi ngoái đầu lại xem thử ai trúng đạn thì một trái đạn B-40 nổ tung ngay phía sau nêu. Sức nổ đã nhấc bổng nêu lên khỏi đống gỗ, rồi ném ra sau một tổ mối lớn. Từ mấy lỗ thủng lớn trên tay phải, máu phun ra. Anh đang cố bỏ lùi về chỗ đống gỗ thì một phát đạn bắn tỉa đã cắm xuống ngay bên cạnh. Thế nên anh đành rút vào sau một mô đất dưới chân tổ mối. Mấy viên đạn bắn tỉa rít lên bay đến rồi sượt qua chân anh. Không thể nhìn thấy tên bắn tỉa nếu không nhô mình ra ngoài một cách nguy hiểm. Và cũng chẳng thể nào nhảy lại nấp sau đống gỗ được nữa. Nếu đã bị mắc kẹt, và Jolly cách đó không xa đã thấy cảnh nêu bị vụ nổ hất văng ra khỏi đống gỗ. Anh không nghĩ rằng bạn mình còn có thể sống sót sau vụ nổ như vậy. Khi Varoli quay qua báo cho binh nhất Darkro thở biết nêu đã chết thì bỗng cảm thấy bị một cú trời giáng vào đầu và ngất đi. Đạn B-40 tiếp tục nã vào cái chu vi phòng thủ nhỏ bé. Tiếng hú đặc trưng khi chúng phóng xuống dốc đã báo hiệu cho lính dù biết ngay. Thế nhưng nhiều thiên binh vẫn cứ là nạn nhân khi chúng phát nổ trong khi đó Trung úy Thô Mát cùng trung đội đang ở trong vị trí nằm dọc rìa nam của mỏm núi. Đạn B-40 cứ thỉnh thoảng lại từ trong rừng lao xuống rồi nổ tung giữa các binh sĩ của Thô Mát. Có một quả đã bắn trúng bụi che rậm cạnh Thô Mát. Mạnh vỡ sắc lẻm văng trúng anh khiến cho máu chảy ròng ròng trên mặt và cánh tay của Thô Mát. Hàng chục vết cắt khiến anh đau kinh khủng, nhưng không gì có thể ngăn nổi Thô Mát. Anh thúc lính tiến lên. Rogan liên tục gọi điện nhắc Thô Mát coi chừng lính bắn tỉa trên cây mát cho lính xả ảo ảo đạn M60 bắn từ ngọn tre xuống tới gốc. Các xả thủ đã được tưởng thưởng khi một số lính bắn tỉa địch bị bắn rơi từ tổ của họ xuống. Ở chỗ Bodin, nhiều trái B40 đã phát nổ ngay đằng trước đống cây anh nấp. Chắc mầm những quả đạn vừa rồi đã diệt hết quân Mỹ, lính Bắc Việt vội vã ùa đến. Bất ngờ, Bodin, Tice cùng Marshall nhô lên từ sau đống cây, súng M16 quạt ngang hạ gục tất cả. Trong lúc đó đại úy Rogan đã tới gần cách chỗ Bodin 20 mét. Rừng quá rậm nên anh không thể nhìn thấy người lính nào của Bodin cả. Anh đã cố mấy lần liên lạc bằng điện đài với Bodin, nhưng đều không thành công. Anh đâu biết rằng lính điện đài của Bodin đã chết còn điện đài dự phòng thì bị thủng lỗ chỗ. Vì cần phải biết thêm về tình hình nên Rogan thép bảo Bodin lên nghe điện đài. Thay vì thế Bodin cho một lính liên lạc chạy xuống chỗ Rogan. Tới lúc này thì Vazoli đã tỉnh lại. Anh bị một viên đạn của lính Bắc Việt bắn trúng ngay mũ sắt. Viên đạn vỡ tan, nhưng mảnh của nó đã xuyên vào đầu anh. Thế nhưng anh cũng chẳng có thời giờ để quan tâm đến bản thân. Binh nhất thì Rô Thờ bị sáu vết thương ở hai chân. Và Zoli đã băng bó giúp Rô Thờ rồi nạp đạn lại cho khẩu M60. Sau đó Rô Thờ chỉ thị mục tiêu cho Vazoli thì tưới đạn về phía quân địch. Có thời điểm hơn chục lính Bắc Việt xông ra khỏi chỗ nấp để tấn công thẳng tới chỗ Vazoli và Rô Thờ mặc kệ đạn bay véo véo bên cạnh, và Jolly sổng lưng quỳ, tay ôm khẩu M60, dây đạn kéo lê trên mặt đất. Với điếu thuốc trên môi, và Jolly quạt súng lia lịa, mồm thì gạo tướng nhào vô. Mẹ chúng mày, tao trở đây này, nhào vô. Và Jolly cứ phơi mình ra, có đến rỉa hiểm nguy và bắn hạ bất cứ lính bóc Việt nào anh nhìn thấy. Cách đó không xa, binh nhất nếu vẫn đang bị ghim chặt. Anh lấy ra liệu đạn ra khỏi bao, đặt chúng đúng tầm tay, nếu quân bắc việt nhào đến anh sẽ chơi tất tay luôn địch sẽ phải trả giá đắt tuy nhiên nêu đã co phải làm vậy một số lính thuộc trung đội thô mát đã đến tới được chỗ anh trong khi họ bắn chi viện hai lính khác kéo nêu qua hõm đất về dưới đống gỗ nêu vẫn ở lại tuyến đầu chứ co chịu đi sơ tán vì thương tích lát sau một hạ sĩ quan trong trung đội anh là trung sĩ phan Đờ bắc cuối cùng cũng đã giết được tay bắn tỉa đã gây cho nêu quá nhiều rắc rối trận đánh rằng co đã diễn ra gần một tiếng đồng hồ mà chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Đại úy Rogan đã phối hợp với phi pháo nhằm chống lại quân Bắc Việt. Nhưng đối phương đã áp sát trung đội Bordin, nên thật khó mà oanh kích hiệu quả nếu không gây nguy hiểm cho quân Mỹ. Đến 17 giờ thì thiếu tá Stevenson cùng sĩ quan liên lạc pháo binh tiểu đoàn phải lên trực thăng bay tới khu chiến với hy vọng đưa hỏa lực pháo chi viện vào gần hơn. Thế nhưng, cũng như thường lệ ở Tây Nguyên, Tán rừng rậm rạp đã khiến cho họ hiếm khi nhìn rõ những gì đang xảy ra bên dưới. Những khẩu pháo 105 ly của pháo đội A ở căn cứ pháo binh 16 đã hạ nòng hết cỡ có thể bắn thẳng vào sườn núi với cự ly chưa đến 400 mét. Mấy khẩu đại liên 50k cũng tuôn những luồn đạn chết chóc vào trận đánh. Nhưng vì không sao xác định chính xác vị trí đại đội Bravo, nên các loại hỏa khí ghê gớm này cũng coi như vô dụng. Quân Bắc Việt tiếp tục gia tăng áp lực lên các vị trí tiền tiêu của trung đội Bordin từ khoảng cách chưa đến 20 mét, địch nã đạn dữ dội về phía lính rủ. Có nhiều lính bắn tỉa địch nên bất kỳ sự di chuyển nào cũng trở thành một cuộc phiêu lưu nguy hiểm. Cứ vài phút lại có một quả đạn B-40 sáng lòe từ trong rừng bắn ra rồi nổ tung khi bắn trúng cây cối hay thân thể con người. Bodin biết mình có thể giữ những vị trí tiền tiêu lâu hơn được nữa. Anh đã có quá nhiều thương vong, cần phải lùi về nhập với phần còn lại của đại đội. Bodin truyền lệnh, rút về, đem theo hết thương binh. Từ lúc mấy cái điện đài bị phá hủy trong trận đánh, Bodin rất muốn gặp Rogan để có thể tư vấn cũng như xin chỉ thị. Từ chỗ nấp Bodin đứng dậy, khi anh mới vừa xoay người thì bị một viên đạn bắn tỉa của bộ đội Bắc Việt bắn trúng mông phải. Lúc này anh mới nhận ra là quân Bắc Việt đã vận động ra phía sau rồi. Những ký ức đau xót về cái trận mà đại đội Alpha bị thảm sát hồi tháng 6 chợt lóe lên trong đầu Bodin và anh chẳng hề muốn phải chịu một kết cục như thế chút nào hết. Mặc kệ cơn đau Bodin tập tĩnh luồn dừng đi tìm Rogan và rất đỗi ngạc nhiên khi thấy đại đội trưởng ở phía sau chỉ cách có 20 mét. Anh đâu biết là Rogan đã lên gần đến thế. Sau khi nghe báo cáo tình hình, Rogan đồng ý cho Bodin rút. Anh gọi điện cho Thomas và được anh này cam đoan sẽ rút lui an toàn. Khi anh quay sang Bodin thì một quả B-40 nổ tung ở cái cây sát cạnh. Bodin ngã vật xuống đất, bị mảnh vỡ găm trúng lưng và tay phải. Tuy rất đau nhưng vẫn còn tỉnh. Bodin còn nhìn thấy hai lính điện đài của Rogan cùng với y tá trưởng đại đội Bravo đã bị vụ nổ giết chết. Rogan cũng bị thương vì nhiều mảnh nhỏ nhưng vẫn chỉ huy được. Thoạt đầu Bodin còn định trở về trận tuyến trung đội mình, nhưng vết thương nặng đã khiến anh không thể làm vậy. Người ta cứ kéo anh về trạm sơ cứu dù anh cố chống lại. Đại úy Rogan gỡ điện đài từ xác điện đài viên của mình. Anh gọi cho Thomas, November 6, giúp về chỗ tôi. Anh chưa kịp lập lại mệnh lệnh cho trung đội của Bodin thì Thomas đã gọi về báo rằng anh ta có thể nhúc nhích gì được. Hai bên đang đấu súng rất dữ và quân Bắc Việt đang ở quá gần. Do Bodin vắng mặt nên trung sĩ nhất kít trần tạm nắm quyền chỉ huy trung đội. Anh này bỏ tới chỗ binh nhất nêu và hỏi, cậu biết bọn khốn ở chỗ nào không? Cho chết. Biết chứ trung sĩ. Đầu đầu cũng có chúng nó. Nêu đáp. Thật vậy. Họ đang ở cạnh một chỗ có sáu lính dù nằm chết bên cạnh đống gỗ. Phía bên kia lại là sáu xác địch quân, trong đó có một sĩ quan còn ôm chặt khẩu M16 mà hắn giật được của lính Mỹ phía bên kia đống gỗ. Kip trình báo cho Rogan biết tất cả lính trung đội hai đều đã chết hoặc bị thương, sẽ không thể trụ nổi nếu không có cứu viện. Sau đó Rogan gọi cho đại úy Kylie, anh không cần cả đại đội alpha kéo lên trên này nhưng cần nó chi viện một trung đội. Kylie điều trung đội của trung úy Remington tiến lên chỗ Rogan khi emington lên tới đại đội bravo, Rogan nói anh hợp lực cùng trung đội của trung úy Zealand water đánh sang phải để khôi phục cánh này. Nếu việc này thành công thì thương vong của trung đội hai sẽ được đem về. Dù chưa từng phối hợp cùng nhau trước đây, Zealand water và Remington vẫn phản kích thành công vào các vị trí tiền tiêu của đại đội bravo. đòn tấn công táo bạo khiến quân bắc việt bị bất ngờ và phải lùi lên đỉnh cao điểm. trong lúc tạm lắng trung đội 3 của Thomas cùng trung đội 2 của Bodin đã rút về chỗ Rogan. Hầu hết thương binh đã được mang ra nhưng do cây cỏ quá rậm rạp nên cũng vẫn có một số ca bị bỏ sót. Binh nhất nêu là một trong số đó. Anh nằm sau đống gỗ suốt đêm, ném lựu đạn về phía quân Bắc Việt đang mò tới chứ không dám bắn vì sợ lộ vị trí. Dù quân đại đội Alpha đã kết hợp với đại đội Bravo, bộ đội Bắc Việt vẫn cố gắng tràn ngập quân Mỹ. Lợi dụng việc quân Mỹ thiếu yểm trợ của phi pháo bộ đội Bắc Việt bỏ xuống hai bên sống núi dùng súng cá nhân, trung liên từ nhiều hướng bắn quấy rối. Lính dù ném lựu đạn đáp trả, tuy nhiên đạn dược mau chóng cạn dần. Đại úy Rogan gọi điện xin tiếp tế gấp đã Lúc 18 giờ 45 phút, trời đã gần tối hẳn thì hai trực thăng Huey bay đến trên cao. Rogan can đảm đi ra chỗ trống để ra hiệu cho trực thăng thả đạn xuống. Khi chiếc trực thăng thứ nhất vừa làm xong thì một loạt trung liên Bắc Việt bắn lên chất lỏng thủy lực phun ra từ những chỗ dây bị đứt. Hai thành viên phi hành đoàn cũng trúng đạn. Phi công đành phải quay về đắc tô dưới sự bảo vệ của chiếc trực thăng thứ hai. May mắn là số đạn đã rơi đúng chỗ. Mọi người ham hở nhặt lấy đạn, lựu đạn rồi mang về phòng tuyến. Với hai chục thương binh đang chen trúc trong chu vi phòng thủ, Rogan biết cần phải cho họ ra ngoài để chữa trị. Anh yêu cầu trực thăng tải thương. Tới 20 giờ, một chiếc trực thăng xuất hiện trên chu vi phòng thủ khi nó vừa mới hạ độ cao súng tự động Bắc Việt trong rừng cây quanh đó rộ lên ầm ầm. Chiếc trực thăng bị hư hại nặng và phải y ạch lết về Đắc Tô. Thương binh sẽ phải nằm lại trên mặt đất hết đêm. Dù lính cứu thương đã làm hết khả năng nhưng có một số ca vẫn chết trước khi trời sáng. Suốt đêm quân Bắc Việt tổ chức đánh thăm dò chu vi phòng thủ. Đến dạng sáng, Rogan cho một số toán nhỏ ra ngoài thám sát để tìm lính Mỹ mất tích. Họ đã tìm được một số, binh nhất nêu cũng được cứu thoát khi hai lính dù cầm súng M64 đến ngay cạnh. Họ đã bắn yểm trợ cho anh chạy ảo về chu vi phòng thủ. Và Jolly, đang nằm giữa đám thương binh, rất đối kinh ngạc khi nhìn thấy nêu. Anh gieo lên cậu chưa chết sao? Tất nhiên là chưa rồi, cái thằng ngốc này. Trông tao giống ma lắm sao? Nêu mắng cậu bạn. Nêu thấy rất phấn khởi vì mình vẫn còn sống sau trận đánh khốc liệt anh không thể tin rằng đã thoát nạn sau những gì phải chứng kiến suốt 18 giờ qua. Anh đã quên bắn kỳ nghỉ xả hơi tại Úc và chỉ còn niềm hoan hỷ khi thấy mình còn sống. Sau khi chắc chắn đã lấy được hết thương binh, đại úy Rogan và Kylie cho hai đại đội di chuyển sang phía đông gần 300 mét. Từ vị trí mới, thương binh được tập trung vào một hố bom lớn để bắt đầu đợt di tản cuối cùng. Từ 9 giờ sáng và kéo dài suốt mấy tiếng sau đó, trực thăng tải thương đáp xuống hố bom rồi lại bốc lên mang thương binh về một nơi an toàn tiện nghi đó là trạm cứu thương tiểu đoàn cha waters đã ra khu chiến trên chuyến trực thăng tải thương đầu tiên ông biết lính dù ngoài đó mới bị đòn đau và mình có thể an ủi họ có phải ai cũng thấy việc đi của ông là cần thiết cả cha peters lẫn thượng sĩ cố vấn rogers đều ngăn cản khi thấy cha waters trèo lên trực thăng đừng ra đó charlie cha peters này nỉ Ngoài đó vẫn còn bắn nhau, mà ta chẳng biết quân Bắc Việt ở chỗ nào hết. Waters không nghe, ông nói với hai bạn: "Các con của tôi đang bị tổn thương, bọn nó cần tôi. Tôi không thể ở lại nếu biết chúng cần, nhất định phải ra ngoài đó." Nói xong, Waters ra hiệu cho phi công sẵn sàng. Khi Peters cùng Rogers bước lùi, động cơ chiếc Huey nổ giòn, cánh quạt quay nhanh dần ít phút sau chiếc trực thăng đã cất cánh và Peters sẽ chẳng còn gặp lại người bạn của mình nữa. Và Jolly không muốn đi sơ tán. Nhưng đại úy Rogan tới xem và lệnh cho anh phải về ngay căn cứ pháo binh 16 để chữa trị. Trong khi chờ máy bay tải thương đến, và Jolly nhìn thấy cha Waters đang vỗ về các thương binh. Vị linh mục tự tin đi lại giữa đám lính dù tơi tả, an ủi họ bằng những lời lẽ khúc chết. Nếu ai đó có thể làm cho các thiên binh lên tinh thần, và Jolly nghĩ, thì người ấy chính là cha Waters. Đại đội Bravo đã bị thiệt hại nặng trong trận đánh. 21 thành viên của nó đã tử trận, 17 bị thương. Hầu hết thương vong đều thuộc trung đội của Trung úy Bodin. Trong khi việc tải thương vẫn tiếp tục, đại đội đóc rời căn cứ pháo binh 16 tới hội quân với đại đội Alpha và Bravo. Đại đội Charlie đã giao tranh 3 trận nhỏ với bộ đội Bắc Việt ở ngay ngoài căn cứ đêm ấy giờ lại di chuyển về làm nhiệm vụ bảo vệ căn cứ pháo binh. Suốt buổi sáng ngày 14 tháng 11, đại úy Rogan hướng dẫn máy bay pháo và cối 106,7 lưu oanh kích xuống các vị trí nghi ngờ có quân Bắc Việt. Đến 13 giờ thì cả ba đại đội tiến lên càn quét sườn cao điểm. Đại đội Bravo đi giữa, đại đội Alpha đi bên trái, còn đại đội Doc bên phải. Họ tiến tới khu vực giao chiến ngày hôm trước rồi đi thêm mấy trăm mét nữa rồi mới quay lại lập vị trí phòng ngự để nghỉ đêm. Trong lúc càn quét, lính dù tìm thấy 34 xác bộ đội và hơn hai chục vũ khí địch. Ngày hôm sau, đại đội Alpha và đại đội Bravo tiếp tục lục soát khu vực trong khi đại đội Doglo kiến tạo bãi đáp để chở số vũ khí đi. Đại đội Alpha nổ súng và mấy toán lính Bắc Việt khi thấy họ chạy cắt rừng. Đại đội Bravo thì bắt được một bộ đội Bắc Việt đang bị thương nặng. Ngày 16 tháng 11, đại đội Bravo trở về căn cứ pháo binh 16 để đại đội Charlie tới thay phiên ba đại đội tiếp tục đi hành quân tìm diệt trong khu vực cách căn cứ pháo binh 16 khoảng 1.500 mét về phía tây nam và nằm về phía bắc cao điểm 875 1 km. Trên hướng bắc cách đó 3 cây số, các đơn vị thuộc tiểu đoàn 1 trên 503 tiếp tục nóng xuống phía nam để vòng đến mục tiêu của mình là cao điểm 882. Hết phần 9